Rồi. Ngày chị đi lấy trâu. Đây. Chị cho cả cậu. Vâng. Lấy chứ. Có anh à, đây kiểu như vậy. Trong khoảng nợ phụ chứ mà. Vừa bứng vừa cao qua vừa lại luôn. Nhân cái dịp thôi. Ừ, đây à. Nó quấy đây. Để sao? Để qua đây, để qua đây. Mình đi quay ra đi. Quay ra, quay ra. Ừ. Rồi, ông tặng rồi chơi. Nặng ba hơi. Bật cái bỏng lên đấy, cân sân khẳng. Bên lên đấy, bỏng ni ông. Chế bật cái bỏng đó cho sáng gì. Rồi có lẽ đôi bê trả, có lẽ ra ngoài ngồi. Rồi cho các ông, các ba ngồi. Đây con rồng và con phượng rất đẹp mọi người nhé. Là một cái gì ấy. Đẹp thật kỳ. Chơi ngơi với đi. Có hoa. Lên rồi, không đi. Không ngồi ba lấy trên công. Ba lấy trên, ba ngồi với ổng. Đây
ba tiền hành về lại hay. Kính thưa quan viên hai họ, cha ông ta từ xưa đến nay coi trọng ba việc lớn trong đời là tàu trâu, lấy vợ và làm nhà. Ngày nay giá trị của câu nói đó vẫn y nguyên, chỉ có khác là tàu trâu, tất nhiên là nghề nghiệp thì có thể tìm một nghề nghiệp nào đó cho ổn định. Sau nhiều tháng năm quen biết, hai cháu Hòa và Nguyệt cũng đã tìm hiểu kỳ càng và thống nhất để tiến tới hôn nhân. Lại được sự ủng hộ của ông Cảnh, bà Lý và toàn bộ họ nhà gái. Bởi lẽ đó cho nên hôm nay Hồ Nội chủ trì là ông Sinh và bà Hoa cùng đại diện láng giềng, đại diện thông gia, đại diện anh em nội ngoại bạn bầu lên đến thức làm lễ ăn hỏi cho hai cháu. Đầu tiên không có gì hơn, tôi xin kính chúc quan viên hai họ có mặt trong buổi lễ hôm nay một lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Xin cảm ơn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu thành phần của Hồ Nội. Thành phần tôi cũng xin tham khảo giới thiệu những người chính thôi, gồm có ông Sinh và bà Hoa là chủ lễ, gồm có chú Trung và chú Hoa là em gái, Dương Hải, Cao Đức là gọi như người cả lo, Chú Thàng, chú Thu là gọi như bạn, chú Mầu Bất Tị là anh em được về, ông Tìm là đại diện thống gia, Dương Sớn Lưu Huê là đơn ngoài của bà Hoa, Bậc Tài và chú Điền tất nhiên là anh và là em ruột của Hoa, Tống Phan với anh Hồng là vừa bạn và vừa là đồng đội của là rồi anh Nam là những người có mặt trong buổi lễ hôm nay.